chàng hoa mân côi con kê với bao hy sinh vất vả trong ngày, cùng bao ưu lo vui buồn hạnh phúc xin dâng lên mẹ. Mẹ ơi đỡ nâng phù trì, đây lời kinh tiếng ca nguyện cầu dâng lên trước nhan mẹ, dâng lên trước nhan mẹ, xin mẹ nhận lấy ban cho con người khang an. Đây đoàn con đến chung một lòng, chung câu hát dâng mẹ, chung câu hát dâng mẹ, xin mẹ trợ sức ban cho an bình. Sau nghệ mẹ là chủ tế đoàn, mời cha thầy cháu cùng quý sơ. Và sau chủ tế đoàn xin mời tổng đoàn giáo dân thân Chúa. Từng lời kinh kết chuối dâng lời tràn hòa mong côi. Lời cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha chỉ đến khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho con hôm nay được hàng ngày và tha lời chúng con, chúng con như chúng con cũng tha kẻ con đã giúp chúng con. Xin cha để chúng con tha kẻ các con cũng như chúng con tha kẻ con. Trời ở cùng bà con bà hơn mọi người nữ và Giêsu. Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con.
tháng hoa đã về, tim lòng rộn rã say mê, ví như câu thề giờ vang dậy khắp sơn khê. Nay con xin về bên tôn nhan mẹ, dâng lên tâm tình yêu mến, kính tiên ước nguyện dâng muôn hoa lòng, say trong tiếng hát lời kinh. Kính chào mẹ Maria, vô nhiễm tội người, mô ơi mẹ đầy dư ơn phú, là mẹ Thiên Chúa. Kính chào mẹ Maria, trọn đời đồng chi, chính mẹ đầy dư ơn phú. Tháng hoa đã về, hương lòng đường đó hoa sinh, phút giây ân tình hòa vang lời hát tôn vinh. Nay con xin về bên tôn nhan mẹ, dâng lên tâm tình tôn kính, kính mến Chúa Trời ca khen danh mẹ, xin thương nâng đỡ trợ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu
cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lúc tử. Amen. Anh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời hầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thiên thần có tới ức ức triệu triệu, các vị lớn tiếng hô: con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và quy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Tôi lại nghe loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó. Các người con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-xu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-xu thương mến nói với ông Phê-rô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước.
bước lên bờ, các ông nhìn anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Hoa về rồi.